Hello xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình à, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài tiếp theo đấy chính là cái menu start và các cái tùy biến à, thì ở bài này menu start à, chính là cái menu khởi động chính của windows thì nó ở góc dưới cùng bên phía tay trái của các bạn thì ở đây khi các bạn rơi di con chuột xuống thì nó sẽ có cái nút là start nó hiện lên ở đây thì đấy chính là menu start khi các bạn kích kích chuột vào đấy thì một cái thực đơn nó sẽ hiển thị lên thì ở cái thực đơn này nó chia làm hai phân vùng phân vùng ở bên phía màu trắng này chính là những cái ứng dụng đã được cài vào máy các bạn và các bạn có thể kích thúc vào để các bạn chạy một cái ứng dụng nào đấy luôn đấy ạ. thì ví dụ ở đây là cái ứng dụng pin để một vài cái ứng dụng mà các bạn đã chạy trước thì bây giờ có cái dấu mũi tên ở đây thì nó sẽ hiển thị ra là những cái cái bà, bản ví dụ như ở đây chương trình media Play uh, classic thì là những cái bản mà những cái bài hát mà mình vừa mở hoặc là pin thì là sang pin thì nó sẽ có những cái hình ảnh mà mình vừa, vừa mở ra bởi cái chương trình bên này hoặc là excel cũng thế nó sẽ hiện thị ra những cái file này còn những cái file mà chưa có như thế này ấy những cái file mà chưa có thì uh, như cái file Gardena này hoặc là file con đi đây là chính là file chạy nó không 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 có chương trình để mở mà nó chính là cái chương trình mình đã chạy Ở đây này đây. thì ở cái menu bên phía tay trái này ấy, thì là những cái chương trình những cái ứng dụng đã được cài vào máy tính của các bạn à, nếu các bạn muốn hiển thị nhiều hơn thì các bạn hiển thị chọn All Program thì nó sẽ hiển thị các bạn là tất cả những cái ứng dụng đã được cài vào máy của các bạn tất cả những ứng dụng được sẽ được cài vào máy của các bạn. À, ở đây ấy, ví dụ như bạn muốn chạy một cái ứng dụng nào đấy thì bạn chỉ việc là kích vào cái thư mục chứa ứng dụng và các bạn kích vào ứng dụng thôi. ví dụ mình muốn chạy garena thì mình sẽ chạy file này hoặc là mình muốn chạy cái chương trình diệt virus thì mình sẽ chạy cái file này. đấy thì khi các bạn kích vào cái chương trình như thế thì nó sẽ mở ra. thì ở đây ấy, thì mình muốn nói thêm ở đây thì mình muốn nói thêm với các bạn một vài vấn đề như như sau. Cái thứ nhất đấy, đây chính là cái cách mở một cái chương trình nào đấy. Ví dụ như bây giờ mình tách ra đây, thì đây là cái chương trình mở mở Excel. Thì mình có thể vào đây để mình mở và ở đây thì ví dụ như các bạn kích chuột phải vào ấy, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn là năm cái chế độ cái thứ nhất là phần tức là mở cái ứng dụng đấy ra hai là print to tát ba này thì là in cái ứng dụng này xuống dưới cái thanh tát ba này các bạn này ở đây thì mình in quá nhiều rồi cho nên mình không in nữa còn print to start menu tức là in cái ứng dụng này đến cái thanh khởi động còn cái rome from the list này là có nghĩa là gỡ bỏ cái ứng dụng này đi ví dụ như bây giờ mình đang chọn cái word mình chọn cái này thì nó sẽ gỡ bỏ cái này đi đây mình sẽ gỡ bỏ cái này đi thì đấy là cơ bỏ còn cái cuối cùng là provity tức là thuộc tính thì là nếu các bạn chọn vào đây thì nó sẽ hiện thị ra các bạn là ví dụ như là cái target này là cái thư mục chứa này ở c program file yahoo messenger vân vân đây là cái thư mục chạy của nó và ở đây thì mình muốn một vài cái thông tin một vài nói chung là nó có tương đối nhiều thông tin thì ở đây mình muốn nói với các bạn hai vấn đề cái thứ nhất là cái phần shortcut key này, này. Tức là cái mục này chính là cái mục mà đặt cái phím nóng cho ứng dụng này Bình thường ấy uh, Khi các bạn muốn chạy cái ứng dụng thì các bạn uh, phải làm kích uh, vào đây Các bạn kích uh, vào Yahoo hoặc là các bạn kích vào Âu xong rồi các bạn chọn là Yahoo Messenger Các bạn kích vào đây thì nó sẽ khởi động Còn ở đây ấy, thì mình uh, Các bạn có thể đặt một cái phím nóng nào đấy Ví dụ như mình chọn ship à, Ken Ship cộng Yahoo Messenger thì là chữ Y thì mình sẽ chọn chữ Y đi sau đó các bạn các bạn bấm apply like. các bạn ok thì bây giờ mình bấm Ken cho Ship Y thì coi như là cái cái nó sẽ tự động khởi động cái chương trình Yahoo Messenger ở đây thì là mình giới thiệu một cái ứng dụng còn những cái ứng dụng tương tự lại còn lại các bạn có thể đặt như thế đây nó đã khởi động đây còn những cái ứng dụng tương tự các bạn cũng có thể đặt như thế. Ví dụ như chương trình này thì các bạn cũng có thể đặt là là một cái phím nóng nào đấy. Thì tùy các bạn. Hoặc là những cái chương trình khác. Ví dụ như là Word, Excel hoặc là PowerPoint chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ mình chọn Microsoft Office chẳng hạn. Và các bạn muốn đặt Word chẳng hạn thì các bạn cũng kích chuột phải. Sau đó các bạn chọn cái mục shortcut key này. Các bạn chọn cái gì thì chọn các bạn. Đúng không ạ? thì đấy cũng là một cái mẹo để các bạn đặt cái phím nóng của cái ứng dụng đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là ở cái mục scan này này thì là Windows 7 cung cấp cho chúng ta một cái mục scan rất hay cái thứ nhất đấy đấy chính là các bạn có thể scan một cái ứng tức là chạy một cái file chạy nào đấy ví dụ như cái mình muốn chạy cái ứng dụng pin ở trong máy tính thì mình bấm PINT mình gõ enter thì nó sẽ tự khắc nó mở ra cái chương trình P cho các bạn hoặc là các bạn muốn tìm một cái folder, một cái file nào đấy thì các bạn bấm cái tên file, ví dụ như mình bấm kit chẳng hạn. Thì nó sẽ liệt kê nó sẽ tự động tìm kiếm cho mình đây. Những cái từ nào mà có cái chữ kit thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì đây cũng là một cái menu tìm kiếm nhanh. Scan file tương đối là nhanh. Đây là phần thứ nhất, phần thứ hai là ở bên phía tay um, phải của các bạn ở đây thì nó có tên cái thứ nhất là tên của máy tính. À, đây là cái hình đại diện của cái user admin của máy. Còn phần này là tài liệu, phần này là ảnh, à, music, game, computer thì là sẽ mở ra cái máy của các bạn. À, còn ở đây thì là có control panel tức là thiết một vài cái thiết lập tí nữa mình sẽ nói cụ thể cái phần này. Còn driver drive, uh, driver and pin tức là cái này là cài đặt driver cho máy in của các bạn thì hôm sau mình cũng cũng có một cái chương trình nói về cái driver này ví dụ như là bây giờ các bạn muốn cài một cái driver cho một máy in như thế nào thì cái cái bước để tìm để cài như thế nào hoặc là một cái công ty của các bạn có một cái máy tính mà nối vào một cái máy in rồi bây giờ các bạn um có thể là in cái cách nào mà nó không cần phải dây không cần phải chạc gì, tức là in qua cái máy chủ in ảo thứ ba thì mình cũng sẽ có chương trình nói cho các bạn sau này. Còn uh, tiếp theo là những cái mục thép uh, trợ giúp support của Windows không cần. Cái run này thì mình tí nữa mình sẽ nói cụ thể hơn. Còn mấy cái mục shutdown này thì tắt máy, khởi động và đặt chế độ ngủ đông lung tung. Tí nữa mình sẽ nói ở trong cái phần control panel này ấy, thì khi các bạn kích vào đây ấy, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn tương đối là nhiều cái thuộc tính mà các bạn cần phải chú ý ở đây thì mình sẽ nói một vài cái chú ý chính ví dụ như cái chú ý đầu tiên là cái mục gỡ bỏ một cái phần mềm nào đấy thì các bạn chọn cái mục này này có cái hình cái đĩa này đây program Picture này thì cái mục này là cung cấp cho các bạn những cái thuộc tính của máy của cái phần mềm đã cả cài, cài vào máy có bạn ví dụ như đây là tên này đây là cái đơn vị sản xuất đơn vị chủ quản của cái phần mềm đấy thì xong đấy là cái ngày cài đặt vào máy xong ấy thì dung lượng và đây là version của cái bản mà cài vào máy thì ở đây ấy, nếu các bạn muốn cài một cái phần mềm à muốn gỡ bỏ một cái phần mềm nào đấy thì các bạn chỉ cần kích chuột phải vào cái phần mềm và chọn ăn an ninh thổ trang đấy an ninh thu, tức là bây giờ các bạn chỉ cần sẽ đắt kích vào đây và chọn đe, đe thì tất cả mọi cái những thứ liên quan đến phần mềm này nó sẽ bị gỡ bỏ ra đúng không ạ phần mềm nào cũng thế các bạn cứ chích chuột phải các bạn chọn an ninh thu. thì nó sẽ ra cho các bạn cái màn hình để giúp các bạn gỡ bỏ cái phần mềm đấy ra bây giờ bấm next thì nó sẽ gỡ bỏ cái phần mềm đấy ra đấy là cái thứ nhất đấy là cái điểm chú ý thứ nhất, cái điểm chú ý thứ hai mà mình muốn nói với các bạn đây chính là cái phần user, đây ạ, user cao. Các bạn vào cái phần user cao thì ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn cái thứ nhất là trang do password tức là thay đổi cái password của các bạn. À, đây là gỡ bỏ cái password máy tính của các bạn, còn đây là thay cái tên. ví dụ ở đây hợp gà thì các bạn thay cái tên khác, các bạn kích vào đây thì ở đây là hợp gà thì bây giờ à, mình sẽ đổi thành à, hợp tù chẳng hạn mình muốn trang lên thì bây giờ nó đã đổi thành hộp tù còn à, tiếp theo là mục trang do cao thai tức là thay đổi cái thiết lập của, ở đây của mình hợp gà đang là admin tức là cái quản trị tối cao nhất của cái máy các bạn có thể chuyển nó thành là một cái người dùng bình thường đây là trường hợp dùng cho nhiều một cái công ty mà có nhiều người sử dụng máy tính thì các bạn có thể sử dụng cái này đúng không ạ đấy là cái thứ hai mà mình muốn nói với các bạn trong cái phần này và một vài cái nữa đấy là ví dụ như là cái sao này tức là cái tiếng thiết lập cái chế độ tiếng cho máy tính của các bạn thì ở đây thì nó có tương đối là nhiều gái hay thì các bạn cứ vào đây các bạn nghịch thôi hoặc là con chuột nè, tốc độ nhanh hay chậm của chuột à. tốc độ nhanh hay chậm của chuột thông thường các bạn khởi định trung bình apply xong đấy thì ở đây có thể là các bạn không thích con chuột cái dạng này thì các bạn có thể chuyển sang cái dạng này này đây này sau đó các bạn cứ ok apply là xong hoặc là cái vùng lựa chọn vùng và ngôn ngữ đây ví dụ như đây format đây là tiếng anh đúng không đây ở đây nó có tương đối là nhiều cái ấy. ở đây thì mình cũng nói thêm là một vài uh, cái bạn khi mà các bạn cài Microsoft Office ấy thì khi các bạn uh, muốn dấu phân cách hàng nghìn ấy thì thông thường là dấu chấm ví dụ như hàng nghìn thì một và ba con số 0 thì sẽ có là một chấm và ba con số không còn nhiều khi nó lại là một phẩy với cả ba con số không thì lúc đấy thì các bạn vào đây đổi lại hai cái này cho mình dấu chấm thì thành dấu phẩy, dấu phẩy thành dấu chấm thì xong đấy apply ok thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề phân biệt cái 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 hàng đơn vị ở trong cái bộ Microsoft Office như thế. Mình còn ở đây thì có tương đối là nhiều cái nữa nhưng mà các bạn à, ví dụ như backup hoặc là ấy thì nói chung là các bạn cứ thích thì các bạn vào đây các bạn nghiên cứu. Mình chỉ nói những cái cơ bản như thế thôi còn một phần tiếp theo nữa là phần răn phần răn này thì tương đối hân. hay hay ranh răn này thì cung cấp cho các bạn một vài cái chế độ ví dụ như ở đây thì là khi các bạn muốn kiểm tra cái máy của các bạn nhé thì các bạn bấm dx dag thì enter thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là cái thông tin chính xác phần cứng của máy của các bạn ví dụ như ở đây của mình đang là tên là hợp gà nên này win là win7 thế ba hai bit còn đây máy của mình là sony vaio còn đây là chip ram rồi các thứ các màn hình các thứ ở đây nó cung cấp cho các bạn khá hay hoặc là có một cái mà mình hay dùng đấy là cái ms các bạn gõ ms co f g các bạn enter đây thì nó sẽ hiện thị ra cho các bạn một cái trang trang này thì sẽ có một điểm chú ý mà mình muốn nói các bạn, đây chính là cái thiết lập những cái chương trình cài, chạy cùng Windows khi Windows khởi động. Thì ở đây mình khuyến khích các bạn là các bạn chỉ nên tắt hết, tắt hết tất cả mọi thứ các bạn chỉ nên để cái thứ nhất là để cái chương trình diệt virus. Cái thứ hai là để cái chương trình uh, uniki cái này cũng không nặng lắm. Còn cái uh, Connect Hotspot này thì mình cũng hay sử dụng cho nên mình sẽ để. Nói chung là các bạn mà càng chọn ít chương trình ấy thì máy của bạn khởi động càng nhanh Đây đây cũng chính là một trong những cái thủ thuật mà làm cho máy của bạn khởi động bớt dài yạch Sau khi các bạn chọn rồi ấy, thì các bạn bấm apply ok Thì là xong Hoặc là các bạn có thể uh, Dùng một cái lệnh khác lệnh regedit Cái lệnh regedit này ấy, thì là cung cấp cái khóa gọi là tối cao nhất cho Windows. Ví dụ như ở đây các bạn cài phần mềm gì thì vào đây nó đều có một cái khóa. Đúng không? Và ở đây thì mình khuyên các bạn là không nên nghịch. Không nên nghịch bởi vì nghịch xong ấy thì nếu mà nó hỏng thì các bạn phải cài lại win luôn, win luôn hoặc là nên backup lại một cái file. Không thì các bạn sẽ phải hối hận về cái nghịch của các bạn. Ở đây thì trước khi mà các bạn hack những cái phần mềm Ví dụ như hack để sử dụng dùng một cái phần mềm nào đấy Dùng thử 30 ngày và các bạn muốn dùng thử mãi mãi Thì các bạn có thể vào cái khóa này để dùng một vài cái thủ thuật để các bạn hack Thì các bạn sẽ dễ sử dụng mãi mãi Nhưng mà cái này thì nằm trong phạm vi ấy mình không nói thêm Đấy thì là bây giờ muốn thoát cái lệnh này Các bạn bấm exit Thì nó sẽ tự động thoát đấy hoặc là các bạn muốn chạy một cái chương trình ví dụ như các bạn muốn ping một cái trang web nào đấy 24 giờ com vn này đây thì nó sẽ như thế là được hoặc là ở cái ping này thì hay sử dụng cho những cái bạn nào mà cùng công ty mà hay kết nối mạng lan đấy thì các bạn cứ ping cái tên máy của nhau xem thử nếu như mà thấy thì các bạn có thể là chuyển đổi dữ liệu uh, hoặc là chat chit hoặc là chơi game vân vân còn ở cái phần shutdown down này ấy, thì có nghĩa là tắt máy thì các, các bạn có thể là bấm vào shutdown down để tắt hoặc là bấm vào uh, sử dụng chế độ ngủ đông hoặc là restart uh, vân vân hoặc là chuyển đổi người sử dụng thì cái này tùy các bạn bài hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng gặp lại các bạn ở những cái chương trình lần sau. À, chào và biệt các bạn.